Bà Nhân Vlog bất ngờ thông báo một quyết định trong hành trình tìm con. Cập nhật hình ảnh mới nhất, bà Nhân Vlog nhận được nhiều lời động viên, ủng hộ từ người hâm mộ. Bà Nhân Vlog chia sẻ vừa trải qua ca phẫu thuật. Mới đây, bà Nhân Vlog, tên thật Lê Thị Đức Nhân và ông xã Teru bất ngờ trở lại Việt Nam sau một thời gian thông báo về Nhật Bản. Đáng chú ý, bà Nhân Vlog còn đăng tải kèm hình ảnh ở trong bệnh viện khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, bà Nhân Vlog chia sẻ vừa trải qua một ca phẫu thuật thành công và đang mong chờ những tin vui sắp tới. Việt Nam chào đón vợ chồng Nhân bằng một ca mổ thành công trên đoạn đường đang còn dang dở. Mong rằng sự chào đón lần này sẽ mang lại khát khao lớn nhất mà hai vợ chồng Nhân ao ước, bà Nhân Vlog viết. Người YouTuber cho hay cô phẫu thuật một số vấn đề cá nhân để chuẩn bị cho hành trình tìm con sắp tới. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những ồn ào trước đây, bà Nhân Vlog chia sẻ, hành trình này sẽ còn rất dài nên mình xin phép giữ bí mật. Cho đến khi Nhân có bầu và qua những tháng kiêng kỵ, Nhân sẽ nói để mọi người chia vui cùng vợ chồng Nhân. Bên cạnh đó, bà Nhân Vlog không quên gửi lời cảm ơn đến ông xã Teru vì luôn là người đồng hành cùng cô trong tất cả các giai đoạn. Ông xã của bà Nhân cũng rất cưng chiều và luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ. Khi bà xã đang nằm viện, Teru là người chăm sóc chủ yếu và động viên tinh thần để cả hai cũng đạt được mong muốn có con. Phía dưới phần bình luận, Quỳnh Trần Duy Pi và cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc mừng, động viên tinh vợ chồng bà Nhân Vlog. Đặc biệt, Quỳnh Trần Duy Pi tỏ ra bất ngờ vì không biết người chị em thân thiết đã trở về Việt Nam, em về hồi nào vậy? Bữa giờ không thấy chị tưởng em đưa mẹ đi du lịch, chúc em mau khỏe lại nha. Một số bình luận của cộng đồng mạng. Đúng rồi, chuyện tìm con không nên phô trương nhiều đâu, chúc may mắn sẽ đến với gia đình bạn. Rất mừng cho hai vợ chồng, cố gắng thêm nhé, sắp đến đích rồi. Bao giờ có tin vui chị nhớ chia sẻ nhé, chúc chị mau khỏe nhé. Anh Teru lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc vợ, ngưỡng mộ vợ chồng bạn. Trước đó, bà Nhân Vlog cùng ông xã từng về Việt Nam để thực hiện quá trình kích trứng, làm thụ tinh nhân tạo. Xong, hành trình dang dở do gặp nhiều ồn ào, vợ chồng bà Nhân quyết định quay trở lại Nhật Bản để ổn định lại tinh thần.